Nhận định, soi kèo Italia với Thụy Sĩ. 2 giờ ngày 17 tháng 6, Italia và Thụy Sĩ thu về kết quả tương đối khác nhau ở lượt trận đầu tiên của bảng A. Italia đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 3-0 trong khi Thụy Sĩ chỉ có được 1 điểm từ trận hòa với tỷ số 1-1 với xứ Wales. 3 lần so tài gần nhất, Italia đều không thể đánh bại Thụy Sĩ. Cả 3 trận đấu ấy đều xuất hiện kết quả hòa. Tuy nhiên, cái gọi là gần nhất ấy cũng diễn ra cách đây tương đối xa. Trước lượt trận thứ 2 của bảng A, vòng chung kết Euro 2021, lần cuối cùng Italia và Thụy Sĩ so tài đã là vào tháng 6 năm 2010. Hơn một thập kỷ trôi qua, cả Italia và Thụy Sĩ đều có những thay đổi. Sự thay đổi của Italia diễn ra theo chiều hướng tích cực kể từ khi Azzurri được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Roberto Mancini. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Roberto Mancini, Italia đã thi đấu đầy hiệu quả trong triển khai bóng và hiệu quả trong phòng ngự. Chuỗi 9 chiến thắng vừa qua là minh chứng không thể chính xác hơn cho sự thay đổi ấy. Trong khi đó, Thụy Sĩ vẫn duy trì được sự lì lợm nhất định, bất bại và thắng 6 trên 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, những đối thủ của Thụy Sĩ trong thời gian này đều không thể sánh với Italia về chất lượng, đang vào form lại thi đấu trên sân nhà. Italia hứa hẹn giành 3 điểm khi tiếp đón Thụy Sĩ vào rạng sáng thứ năm ngày 17 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Soi tỷ lệ kèo châu Á 0:3:4. Với chất lượng cầu thủ nhỉnh hơn đáng kể và được thi đấu trên sân nhà, Italia hứa hẹn đánh bại Thụy Sĩ. Giới đầu tư nên đặt niềm tin vào Italia để thu về lợi nhuận. Chọn Italia. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu 2:1:4. Khả năng ghi bàn của Thụy Sĩ ở trận này không cao bởi Italia phòng ngự thực sự tốt. Azzurri không phải nhận bàn thua trong cả 9 trận vừa qua trên mọi đấu trường. Ở chiều ngược lại, Italia ghi không quá 2 bàn trong 8 trên 9 trận đấu chính thức gần nhất. Vì vậy, màn so tài giữa Italia và Thụy Sĩ hứa hẹn không chứng kiến quá 2 pha lập công.